Sống ở đời, lấy tâm làm gốc, tùy kỳ tự nhiên, vạn sự an yên, ung dung tự tại. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, chúng ta không khỏi có những lúc chứng kiến cảnh bản thân mình hoặc người khác luôn cau mày buồn bã. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại cứ nhấn chìm mình trong nỗi đau khổ vô hạn không thể thoát ra. Rất nhiều người trong số họ cho rằng người khác hạnh phúc hơn mình nhiều, người khác sở hữu nhiều thứ hơn và tốt hơn mình. Cho dù sự thật không phải như vậy, nhưng họ vẫn không thay đổi được suy nghĩ đó. Thế là họ bắt đầu so bì, bắt đầu dùng đủ mọi cách để thể hiện mình hơn người. Lâu dần, họ quên mất niềm vui thuần khiết nhất trong tâm hồn mình, làm lu mờ ý nghĩa hạnh phúc thực sự nhất trong cuộc sống. Tranh cường háo thắng, ghen tị với người khác hơn mình, cuối cùng sẽ lạc lối trong sự đố kỵ ấy. Thực ra bất kể chuyện gì, chỉ cần thuận theo tự nhiên, tự khắc vạn sự sẽ an yên. Cổ nhân nói, một người sống ẩn dật, tâm hồn thanh tịnh, ít việc vướng bận, mọi thứ đều phải thuận theo bản tính tự nhiên của mình. Vì vậy, khi uống rượu không cần phải khuyên nhủ mới vui, chơi cờ không cần phải tranh giành thắng thua, thổi sáo không cần câu nệ giai điệu, gảy đàn không cần dây cũng thấy tào nhã, gặp gỡ bạn bè không cần hẹn trước mới là chân thành, khách đến nhà chơi không cần đón tiễn mới là thoải mái tự nhiên. Ngược lại, nếu cứ câu nệ lễ nghi, ràng buộc bởi những phép tắc xã giao, ắt sẽ rơi vào vòng xoáy bon chèn, chẳng còn gì thú vị. Thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, gượng ép, điều này rất phù hợp với tư tưởng vô vi mà Lão Tử chủ trương. Lão Tử luôn đề cao việc tôn trọng quy luật tự nhiên vốn có, chủ trương cai trị, xử thế bằng cách vô vi, không can thiệp. Trang Tử có kể lại câu chuyện sau. Một hôm, Trang Tử đang ngồi câu cá ở sông Bộc. Hai vị đại phu được Sở Vương phái đến mời ông ra làm quan. Họ nói với Trang Tử, Sở Vương muốn mời tiên sinh ra làm quan. Trang Tử vẫn cầm cần câu, không quay đầu lại nhìn họ, chỉ nói, ta nghe nói ở nước Sở có một con rùa thần, lúc chết đã 3.000 tuổi rồi. Sở Vương dùng gấm vóc bọc nó lại, đặt trong hộp tre, cất giữ ở Tổng Miếu. Con rùa thần ấy, nó tha chết để lại xương cốt cho người ta trân trọng, hay là thà sống lênh đênh trong vũng bùn nhỉ? Hai vị đại phu đáp, thà sống lênh đênh trong vũng bùn ạ. Trang Tử nói, vậy thì mời hai vị về đi, ta sẽ sống lênh đênh trong vũng bùn. Cần câu của Trang Tử mãi nhẹ nhàng buông trên dòng sông Bộc, buông trong biển ký ức sâu thẳm của chúng ta. Dưới nước có đàn cá bơi lội tung tăng, tự do tự tại như chiếc thuyền không buộc dây neo đậu bên sông. Đó chính là Trang Chu, thần thái ung dung tự tại, dường như không để ý đến hai vị đại phu mà Sở Vương phái đến phía sau. Khoảnh khắc ấy, hai vị đại phu sững sờ. Ông cầm cần câu không ngoảnh lại, dễ dàng từ chối cơ hội thăng tiến mà người đời tranh nhau đến sứt đầu, mẻ chán. Sự không tranh của ông thể hiện cá tính phóng khoáng, theo đuổi tự do, tạo nên nhân cách độc lập của Trang Tử. Đúng như câu nói, phù duy bất tranh, cố vô ưu. Chính vì không tranh nên không lo âu. Cuộc sống như vậy thật phóng khoáng tự nhiên. Sống như vậy sẽ không còn lo được mất, so đo tính toán mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của cuộc đời. Tư tưởng không tranh có ý nghĩa sâu xa đối với xã hội hiện đại. Trong xã hội phát triển nhanh chóng, đâu đâu cũng là sự tranh giành, đấu đá, lừa lọc, tham danh lợi. Nhiều người cho rằng không tranh của Lão Tử là tư tưởng bi quan, yếm thế, tiêu cực, không nên cổ suý, nhưng thực ra không phải vậy. Lão Tử từng lấy phẩm chất làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành của nước để dạy người đời noi theo tinh thần không tranh của nước. Làm được, làm mà không tranh. Thực chất đây không phải là tự mình buông bỏ, mà là tư tưởng được đưa ra nhằm xóa bỏ tranh chấp. Ông yêu cầu con người hành động, nhưng phải như dòng nước, tự nhiên mà nuôi dưỡng vạn vật. Còn kết quả đạt được thì không nên chiếm làm của riêng, cũng không nên vì thế mà tự cao, tự đại. Lão Tử cho rằng,
đạo ở trong thiên hạ cũng giống như khe suối với sông biển. Bởi vì sông biển nằm ở chỗ thấp, chỗ trũng, cho nên tất cả các dòng nước đều quy tụ về nơi đây. Vì vậy mới nói, biển bao la chứa trăm sông, có dung nạp mới lớn. Lão Tử xuất phát từ sự thật khách quan là nước ở vị trí thấp mà dung nạp vạn vật tạo thành sông biển. Để làm rõ con người phải giống như biển cả biết bao dung thì mới thành tựu được đại nghiệp. Lấy điều này để khuyên răn người cai trị không nên hành động theo ý mình, phải khiêm tốn đối nhân xử thế. Lấy con người làm gốc, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Như vậy mới có thể nhận được sự quy phục của người trong thiên hạ, được dân chúng yêu mến và kính trọng. Sau Lão Tử, nhân vật lịch sử nổi tiếng đã diễn giải không tranh một cách thần kỳ, chính là Lạn Tương Như. Thời Chiến Quốc, ở nước Triệu, Liêm Pha nhiều lần khiêu khích Lạn Tương Như tranh giành địa vị và công lao với ông, nhưng Lạn Tương Như nhiều lần nhường nhịn, không tranh chấp với Liêm Pha, và cuối cùng đã làm Liêm Pha cảm động. Vì vậy, Liêm Pha đã tự trói mình đích thân đến nhà tả lỗi. Vừa gặp Lạn Tương Như đã cúi đầu lại. Lạn Tương Như vội vàng đỡ ông ta dậy, hai người xóa bỏ hiềm khích trước đây, trò chuyện vui vẻ, cuối cùng trở thành tri kỷ của nhau. Giữa họ tuy có sự cạnh tranh, nhưng vì lợi ích quốc gia, không so đo ân oán cá nhân mới có sự phồn thịnh sau này của nước Triệu. Cũng nhờ đó mà tạo nên một giai thoại đẹp được lưu truyền đến ngày nay. Phải biết rằng, chỉ có sự cạnh tranh lành mạnh mới có lợi cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội, tạo nên những kỳ tích vĩ đại. Ngày nay, đầu đầu cũng tranh, nhà nhà tranh, người người tranh, doanh nghiệp tranh, bạn bè vì tranh giành sĩ diện, không tiếc làm tổn thương tình cảm. Giữa thành phố với thành phố, giữa khu vực với khu vực, giữa quốc gia với quốc gia đều không tránh khỏi chữ tranh. Tất cả tạo nên một thế giới những cơn sóng sau xô sóng trước trong sự tranh giành. Sự tranh giành này xâm chiếm tâm hồn của chúng ta, khiến chúng ta lo lắng bất an. Lão Tử nói, sông biển sở dĩ có thể làm vua của trăm khe là bởi vì nó giỏi ở vị trí thấp. Sông biển sở dĩ có thể trở thành thủ lĩnh của tất cả những dòng sông nhỏ là bởi vì nó biết đặt mình ở hạ lưu của tất cả các dòng sông. Vậy thì lẽ nào đạo lý làm người của chúng ta lại không giống như vậy sao? Có những người sở dĩ trở nên xuất chúng là bởi vì họ biết nhu, biết cường. Đối mặt với khó khăn, họ không tiêu cực, không chán nản. Đối mặt với cám dỗ, họ siêu nhiên, tiêu sái, thoải mái. Đối mặt với sự lạnh nhạt của người khác, họ chỉ mỉm cười. Đối mặt với thất bại, họ phấn đấu đứng lên. Họ không mừng khi được khen, không buồn khi bị chê, tâm bình khí hòa. Lẽ nào đây không phải là phong thái của bậc đế vương? Chính vì không tranh, cho nên thiên hạ không ai tranh với mình được. Chính vì bạn không tranh, cho nên thiên hạ mới không có ai tranh với bạn. Đây là cảnh giới cao nhất của sự tranh giành. Trong xã hội vật chất xa hoa này, trong xã hội đầy dẫy dục vọng và cám dỗ này, có bao nhiêu người đã trở thành con rối của những thứ tầm thường ấy? Không tranh mới không lo. Không tranh thì không có khái niệm tốt xấu, đúng sai, thắng thua. Cũng không có khái niệm nghèo hèn hay giàu có. Không tranh tránh được chiến tranh trên mặt mũi, cũng tránh được việc đánh mất nhân phẩm vì tiền. Không tranh mới có thể đạt đến trạng thái xã hội mà mọi người đều bình đẳng, yêu thương lẫn nhau, không có sự bài xích. Năm xưa, Lão Tử nhìn thấy xã hội hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi. Nghĩ rằng cách trị vì của bậc thánh nhân chân chính nên là làm cho tâm hồn trống rỗng, làm cho bụng no đầy, làm cho ý chí yếu ớt, làm cho xương cốt cường tráng, thường làm cho dân chúng không có tri thức, không có dục vọng, khiến cho người khôn ngoan không dám làm gì. Kỳ thực cũng là để nói với chúng ta rằng không nên theo đuổi quá mức. Quá mức ắt sẽ dẫn đến tranh giành, ắt sẽ cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội và tự nhiên. Không tranh, thế giới sẽ trở nên thuần khiết. Không tranh không có nghĩa là trở nên hèn nhát. Không tranh là trí tuệ, là sự khoáng đạt, là phong độ, lại càng là một loại sức mạnh, là sức mạnh hùng hậu được tích lũy dần dần rồi bộc phát. Không tranh là ẩn mình chờ thời,
không lộ ra nhưng vẫn biểu hiện sự sắc bén. Tranh giành với người khác, kẻ thù sẽ càng nhiều. Không tranh mới có thể đạo lý không nói, tự nhiên thành lối. Hãy quan sát những sự vật xung quanh chúng ta trong tự nhiên. Chúng chưa bao giờ tranh giành. Mây không tranh với gió, trời không tranh với đất. Bạn hãy nhìn xem, hơi nước trên bầu trời nếu tích tụ đủ sẽ tự nhiên hình thành mây trôi nổi trên bầu trời, khiến chúng ta cảm thấy thơ mộng mà tức cảnh sinh tình. Rồi một cơn gió thổi đến, mây cũng không cố chấp giữ nguyên trạng thái của mình mà thuận theo gió mà bay đi, biến hóa thành muôn hình vạn trạng. Hình thù đám mây có khi là một con cá tung tăng, khi là một chú chó nho nhỏ, có khi lại biến thành một con sư tử hay thành chim đại bàng tung cánh, vân vân. Nhưng cho dù là hình thù nào, nếu gió tiếp tục thổi mạnh lên, mây sẽ tan biến. Tất cả những biến đổi ấy đều thuận theo tự nhiên. Không tranh, không giành, không bao giờ cố chấp giữ bất kỳ hình thái nào. Sự không tranh này chính là sự không chấp trước của nó. Lấy ví dụ khác là cây cối, cũng là bốn mùa thay đổi mà không hề chấp trước. Mùa đông đến, lá tự nhiên rơi rụng, không luyến tiếc, không vấn vương, thật tự nhiên, thật hài hòa. Nước trong tự nhiên càng là như vậy. Trời lạnh nó sẽ biến thành băng, trời nóng nó sẽ hóa thành nước. Gặp khe suối nó trở thành dòng chảy nhỏ hẹp, gặp biển cả nó hòa vào trong đó. Chính vì sự không chấp trước của chúng, bầu trời mới có thể triển hiện ra muôn vàn phong cảnh, mới có thể khiến chúng ta trong khoảnh khắc ngước nhìn lên mà cảm động và kinh ngạc. Vì sự không chấp trước của lá, cây cối mới có thể dùng sự ẩn mình trong mùa đông để đổi lấy sức sống vô hạn của mùa xuân. Vì sự không chấp trước của nước, chúng ta mới có thể nhìn thấy nó sinh sôi không ngừng, xuôi dòng mà chảy. Sự phong phú và đa dạng của tự nhiên chính là bởi vì nó không bao giờ chấp trước. Là mây thì cứ để nó biến hóa, là lá mùa thu thì cứ để nó rơi rụng, là mùa đông thì cứ để đất trời một màu trắng xóa, là mùa xuân thì cứ để cây cối tràn đầy sức sống. Làm người ở đời cũng nên như vậy. Bắt chước tự nhiên, cuộc sống sẽ an yên. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với mình chiết sống, lấy tâm làm gốc, tự do buông xả, ung dung tự tại. Đối với nhiều người, cuộc sống giống như một bữa tiệc. Họ là những vị khách được mời. Trên bàn tiệc, họ cẩn trọng từng ly từng tí, sợ rằng sơ suất một chút sẽ mất mặt. Có những lúc chúng ta cảm thấy áp lực, bức bối nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Có những lúc chúng ta thấy buồn chán nhưng không biết phải nói từ đâu. Kỳ thực, những cảm xúc tiêu cực cứ quẩn quanh này đều là do bản thân mình tạo ra. Chính sự gò bó, không nỡ buông bỏ, không thoải mái, thiếu khí phách khiến chúng ta không đạt được cảnh giới ung dung tự tại. Quá mức bị giới hạn bởi những luật lệ của bữa tiệc sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ những cảnh đẹp trong cuộc sống. Cổ nhân nói, bất như phóng thân tâm, minh nhiên nhậm thiên tạo. Bất như thu thân tâm, ngưng nhiên quy tịch định. Nghĩa là, chi bằng buông bỏ thân tâm mặc cho tạo hóa sắp đặt, chi bằng hãy thu nhiếp tâm hồn, tĩnh lặng trở về với sự yên định. Đoạn này bàn về cách điều hòa tâm hồn, vừa không buông thả quá trớn, vừa không gò bó quá mức. Thả lỏng tâm hồn là để tâm hồn được tự do, không vướng bận. Nhưng nếu thả lỏng quá sẽ trở nên phóng túng buông thả. Thu nhiếp tâm hồn là để tâm hồn tĩnh lặng, tập trung. Nhưng nếu thu nhiếp quá sẽ trở nên khô khan cứng nhắc. Chỉ có người biết điều khiển tâm mình, biết lúc nào nên buông lỏng, lúc nào nên kìm giữ, mới có thể đạt đến sự tự do tự tại, ung dung, tự đắc. Những người buông thả thân tâm thường trở nên ngông cuồng phóng túng, còn những người kiềm chế thân tâm lại thường trở nên khô héo chết lặng. Chỉ có người biết điều khiển thân tâm mới có thể thu phóng tự nhiên, không đi đến cực đoan. Thuận theo tự nhiên là một cảnh giới của tự do. Nỗ lực hướng đến cảnh giới này không tự tạo thêm gánh nặng cho bản thân. Lý tưởng cần kết hợp với thực tiễn mới có thể vun đắp nên một cuộc sống giản dị và tốt đẹp. Cuộc sống cần sự thư giãn, cần lấy nội tâm của chính mình làm chủ, chứ không phải nắm chặt những thứ bề ngoài.
nắm chặt quyền lực, nắm chặt của cải, luôn ở trong trạng thái căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự nắm chặt này khiến chúng ta đánh mất bản tâm, rơi vào bể khổ. Vì vậy, đôi khi chúng ta cần học cách buông bỏ, như vậy mới có thể thu phóng tự nhiên. Chỉ có thuận theo tự nhiên, cuộc sống của chúng ta mới có thể hành thông hơn. Đừng so sánh với người khác, đừng quá lo lắng về ngày mai, mà hãy lập kế hoạch cho tương lai một cách lý trí và tự do. Học cách thả lỏng một chút, xuất phát từ trái tim, lấy trái tim làm gốc, hít thở sâu. Khi bụi lắng xuống, bạn sẽ lại nhìn thấy những cái cây trong rừng. Sự phóng khoáng, khoát đạt, khoan dung độ lượng, tồn tại trong tâm, vạn vật trên thế giới đều bởi có chừng mực mới không đi lệch hướng. Khi gặp thất bại, nếu có thể dành cho đối thủ ánh mắt ngưỡng mộ, vui mừng vì thành công của họ, đó chính là cảnh giới của sự phóng khoáng, cởi mở, sẽ thu hoạch được nhiều hạnh phúc hơn. Trong sách Thái Can Đàm, tác giả Hồng Ứng Minh viết: nếu một người sống trong nghịch cảnh, thì những thứ xung quanh đều giống như thuốc chữa bệnh, trong vô thức sẽ chữa khỏi bệnh trên người mình. Ngược lại, nếu một người sống trong thuận cảnh, thì mọi thứ trước mắt đều giống như đau thương kiếm kích, chúng sẽ lặng lẽ gặm nhấm thân tâm, khiến người đó đi vào con đường thất bại. Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ gặp phải những vấn đề này khác, khó khăn. Tình cảnh khó xử khiến chúng ta buồn phiền. Những chuyện không như ý, những biến cố thăng trầm cũng khiến chúng ta chán nản, thất vọng. Người cố chấp sẽ sinh ra phiền não, còn những người biết nhìn thoáng sự việc sẽ không để tâm đến những điều này. Bởi vì họ hiểu rằng, không có ai có một cuộc đời hoàn hảo, không có ai có một cuộc đời suôn sẻ. Trong cuộc đời mỗi người đều có chút vị đắng, cay, mặn, nhạt. Cần dùng thái độ tốt đẹp và bao dung để đối mặt với những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Đừng vì đang ở trong nghịch cảnh mà để những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, thất ý khống chế bản thân. Nếu không, không chỉ ảnh hưởng đến người khác, cuối cùng còn khiến bản thân xa lầy, không thể tự thoát ra được. Cho dù có cơ hội cũng sẽ bỏ lỡ. Vì vậy, chúng ta phải học cách thức tỉnh trong thất bại, tìm ra nguyên nhân, sống thoải mái để chấp nhận. Như vậy mới có thể sống rộng lượng hơn. Nếu trước mặt bạn có bóng tối, đừng sợ, đó là vì phía sau bạn có ánh sáng mặt trời. Hãy quay đầu lại nhìn ánh sáng mặt trời, nhất định sẽ khiến bạn tin rằng mọi việc đều có bước ngoặt. Sự tuyệt vời của cuộc sống nằm ở những điều bất ngờ, thú vị và hy vọng không ngừng sinh sôi. Trong thời đại phát triển nhanh chóng ngày nay, vật chất mà chúng ta sở hữu thực sự phong phú hơn, nhưng nhịp sống nhanh đã khiến nội tâm của rất nhiều người không còn bình yên. Quá nhiều bất an khiến thế giới tinh thần của chúng ta trở nên thiếu thốn và kiệt quệ. Đã biết cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, vậy thì hãy sống một cách ung dung tự tại. Chỉ cần bản thân vui vẻ, nội tâm phong phú, đó chính là những ngày tháng tươi đẹp. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Một người nếu có tấm lòng lương thiện, mọi thứ xung quanh cũng sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Dù tạm thời gặp phải khó khăn hay nghịch cảnh nào, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ngược lại, người có tâm địa xấu xa, ích kỷ, luôn bị tham sân si mạn nghi quấy nhiễu, dù có địa vị cao sang hay đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, thì đó cũng chỉ là chuyện nhất thời, cuối cùng sẽ tự gánh chịu hậu quả. Cảnh do tâm sinh không phải là lời nói suông, mà thực sự có thể mang lại tác dụng tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Để chứng minh câu nói này, một nhà tâm lý học đã đến một trường học để làm thí nghiệm. Ông xin thông tin của tất cả học sinh trong lớp từ giáo viên chủ nhiệm, sau đó chọn ra một nữ sinh có đánh giá kém nhất. Giáo viên nói rằng, nữ sinh này gần như là học sinh kém nhất lớp, lại ít nói nên các bạn trong lớp không thích cô bé. Vị chuyên gia tâm lý không để ý, mà đến lớp học, nói với học sinh một cách bí ẩn rằng, nữ sinh này là một cô bé có chỉ số IQ cao nhất. Hơn nữa, cô bé này thực ra là công chúa của một tiểu quốc bí ẩn, nhất định phải chăm sóc cô bé thật tốt. Không đến nửa ngày, cả lớp đã thay đổi cách nhìn về cô học trò này. Mọi người đều tranh nhau chăm sóc cô bé, ân cần đủ điều. Hơn nữa, còn có rất nhiều bạn xung phong đưa cô bé về nhà. Mọi người đều cho rằng,
từ tận đáy lòng, cô bé sẽ là một nữ sinh thông minh, xinh đẹp, hiếm có. Ban đầu, cô bé rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của mọi người. Nhưng dần dần, cô bé cũng tin rằng mình thực sự rất tốt, nên các bạn mới đối xử với mình nhiệt tình như vậy. Từ đó, cô bé trở nên tự tin, cũng ngày càng xuất sắc hơn. Nửa năm trôi qua, sự thay đổi của nữ sinh này khiến giáo viên vô cùng kinh ngạc. Cử chỉ của cô bé so với trước đây khác hẳn. Cô bé nói rằng mình đã được tái sinh. Đúng vậy, cô bé không hề biến thành một người khác, nhưng cô bé đã trở nên khác trước. Cô bé trở nên tự tin, vui vẻ, khỏe mạnh hơn nhờ nhận được tình yêu thương của mọi người. Lấy tâm làm gốc, xuất phát từ tâm, cần phải phá vỡ chính mình từ nội tâm, tin tưởng vào bản thân. Nếu cứ mãi hối hận về thất bại của mình, buông xuôi tất cả, mặc cho dòng thác cảm xúc cuồn cuộn xô đẩy cánh đồng tư tưởng, đó là biểu hiện của sự tự sa ngã. Sự ngắn ngủi của cuộc đời đòi hỏi mỗi người chúng ta càng phải biết trân trọng. Mỗi sinh mệnh đều có giai điệu riêng của mình, khi cao vút, khi trầm lắng. Chỉ cần nắm bắt tốt là có thể tấu lên khúc nhạc tuyệt vời nhất. Người tích cực luôn tin rằng nắm bắt vận mệnh của chính mình mới có thể giành được sự huy hoàng, rực rỡ của cuộc đời. Kẻ thù lớn nhất của một người chính là bản thân mình. Thử thách từ bên ngoài dù khắc nghiệt, nhưng dù có vượt qua được hay không, rồi cũng sẽ qua đi. Những sự việc đang đe dọa bạn hiện tại, sau này chưa chắc đã còn tồn tại. Duy chỉ có cái tôi trong nội tâm là không bao giờ biến mất. Vì vậy, nếu thiếu tự tin, cả đời này bạn sẽ không thể thoát khỏi sự khống chế của kẻ thù. Tại sao chúng ta phải tin tưởng vào bản thân? Bởi vì trên thế giới này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Vì vậy, bạn phải tin tưởng vào chính mình. Vậy tại sao bạn lại là người độc nhất vô nhị trên thế giới này? Bởi vì những việc bạn làm, người khác chưa chắc đã làm được. Hơn nữa, lý do bạn là chính bạn, nhất định là do bạn có những đặc điểm riêng. Điều này không ai có thể thay thế được. Vì người khác không thể thay thế bạn, cũng chưa chắc đã làm được những việc bạn làm được. Thử nghĩ xem, họ làm sao có thể cho bạn lời khuyên tốt hơn? Họ làm sao có thể thay thế bạn, làm những việc thay bạn? Vì vậy, lúc này bạn không tin tưởng bản thân, thì còn có thể tin tưởng ai? Theo ghi chép sử ký Lão Tử, Hàn Phi liệt truyện, Khổng Tử từng đến nước Chu bái kiến Lão Tử. Lão Tử nói với Khổng Tử rằng: đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Qua đó nhắc nhở Khổng Tử phải khiêm tốn, tu dưỡng đạo đức. Sau này, Khổng Tử đã đánh giá rất cao Lão Tử, nói rằng ông là người cao thâm khó lường. Vạn vật trong vũ trụ đều là kết quả của sự vận động và biến đổi. Đạo là toàn thể, lấy cái nhìn tổng thể để bao quát toàn cục. Những thất bại, trắc trở mà con người gặp phải trong thế gian đều chỉ là một phần. Đừng nên quá quan tâm, quá chấp nhất. Thuận theo tự nhiên, tâm rộng lớn thì đau khổ phiền não cũng sẽ nhỏ bé. Mọi thứ đều vĩnh hằng trong sự thay đổi, nhưng lại chưa từng thực sự tồn tại. Những thứ tồn tại ngày hôm nay có thể đã không còn tồn tại trong quá khứ, và cũng có thể sẽ không tồn tại trong tương lai. Giống như câu nói của triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc đời bãi bẻ nương dâu, thế sự xoay vần biến đổi, hình hài con người cũng là một dạng tồn tại vật chất. Nếu cứ lệ thuộc vào sự tồn tại này, không ngừng theo đuổi, bận rộn, không thể trở về với nội tâm của chính mình, thì thật đáng buồn. Nhân sinh tại thế, nếu có thể đạt đến cảnh giới như bậc thầy Trang Tử từng nói: trời đất cùng ta sinh ra, vạn vật cùng ta là một, thì chúng ta sẽ luôn sống đời tự do, ung dung và an nhiên, tự tại. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống là một hành trình đầy biến động. Sống thuận theo tự nhiên chính là kim chỉ nam dẫn lối cho tâm hồn tìm về sự bình yên đích thực. Tùy kỳ tự nhiên như con thuyền nhẹ trôi theo dòng nước, không gượng ép, không cưỡng cầu, để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Tâm hồn khi ấy sẽ an yên, tự tại, tựa như mặt hồ phẳng lặng, in bóng mây trời. Không tranh, không giành, hơn thua cũng là một bài học quý giá. Bởi lẽ, sự tranh giành chỉ gieo rắc lo âu, bất an, khiến tâm hồn ta mệt mỏi. Không tranh giành không phải là hèn nhát,
mà là một dạng trí tuệ, một sự khoáng đạt, thể hiện sức mạnh nội tại to lớn. Mình chết sống, lấy tâm làm gốc, giúp chúng ta phản bổn quy chân, trở về sự giản đơn thuần khiết, buông bỏ những lo toan, muộn phiền, vun trồng cho tâm hồn mình những giá trị đích thực. Học cách tự do buông bỏ những phủ phiếm bên ngoài, ta sẽ đến gần hơn với cảnh giới ung dung, tự do tự tại. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải khẳng định niềm tin vào bản thân, giữ gìn tấm lòng lương thiện, sống tích cực và nỗ lực không ngừng chính là những yếu tố then chốt để kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc và an nhiên. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.